Lo xin chào các bạn đã làm cho trên nội chơi gà nghe mình của mình nha anh em ơi. Hôm nay sẽ tụi cái một tựa game là cái tựa game Alpha 8 nha em ơi. Tại vì có nhiều anh em thì kêu mình làm về cái tựa game Alpha 8 này anh em. Ok, anh em sẽ tiếp tục là làm về cái tựa game Alpha 8 nha em ơi. Một cái tựa game đua xe nó khá là hấp dẫn nha. Mình đang chạy tới cái chiếc gì mình cũng quên, tại vì cái mình trong mỗi video, một cái video thì mình quay cũng là nhiều chiếc, gần chục chiếc anh em ơi. Tại vì mỗi cái clip là mình ghép nhiều chiếc khác nhau lại, chứ không phải mình chạy một chiếc mà mình chạy hoài anh em, nên mình cũng không nhớ tên lắm. Như chiếc này chiếc GT9 hay gì mình cũng không nhớ rõ cho anh em ơi. Nhưng mà không cảm cái tên nha, nhiều loại xe lắm mình cũng không nhớ cho lắm. Như chiếc này nó chạy nó đề ba nó khá là nhanh anh em ơi, chạy khá là hổn. Ủi xanh thì chứ anh em ơi, nó hay mình mới nói nó vừa đề ba nhanh nó chạy hổn mình chết, nó mới nó đụng đầu cái cột cầu luôn, nói cái xe bể mình cột cầu đéo gãy anh em ơi. Chắc chắn là như thế rồi mà sao mình thứ gì mà chịu nổi đụng vô gãy bể thấy mẹ xe nếu thì. Chiếc này nó chạy cũng khá là nhanh em ơi, chiếc này có thể vượt lên tới là 500 mấy km trên giờ anh em ơi. Và đậu xanh hơn quá, lướt bóng luôn hơn, nó chém đụng chiếc banh chiếc kia rồi. Thằng quỷ kia nó chạy cái kiểu gì đó, mình đang thể hiện một cái chiêu người tông nhân gian người ta thường gọi là chiêu tiểu lý phi dao, còn bà mẹ ta phi dép này, nó hay những cái va mà phi dép liên tục diễn ra từ vị trí của chiếc xe anh em ơi. Vì mình thì đang đua tái phép nên mấy quỷ này cũng tham gia đua ké nên nó giận hơn mấy quỷ này người dân bình thường anh em ơi. Thì mình thì đang top 1 quá là easy nên mình thì đang chơi cái một lá mà nó hơi nó bại nòn chút anh em ơi. Thì nó mới vượt lên 500 mấy km giờ đây, cái điểm tôi cái hành km giờ đây, cái điểm nó mới vượt lên 500 mấy đó anh em ơi. Chiếc này thì mình chỉ độ là mát thôi chứ chưa độ bà rồ đó anh em ơi. Đâu hên quá, tự thanh nó hên quá anh em ơi. Xếp nữa là đi về hình kinh rồi, đầu xanh muốn xem nó chết anh em ơi. Hơn là chiếc này nó cũng khá là cứng, một cái chiếc mà chạy nhanh mà còn cũng hơi cứng anh em ơi, khá cứng, đầu xanh khá cứng, em cũng khá bảnh mà nó giỡn thôi. Ok, này những pha đều đấy tôi liên tục diễn ra, mình đang tiếp tục lắc màn hình, lắc cái mông cái đều anh em ơi, nó giỡn thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu quay một cái chiếc chiêu người ta gọi chiếc chiêu pha nhép lâu hơn chủ tiếp tục. Ok, đây lấy một cái lượng xăng, hay cái hai gống xăng của mình nãy giờ cái lộn hai gống Vinto mà này nãy giờ nó vẫn cứ đầy liên tục, nó không bao giờ nó hạn cạn kiệt nguồn xăng anh em ơi, nguồn Vinto anh em ơi. Thì một pha mà lộn cái bờ mà chui vô cái bàn nó giỡn thôi. Một pha mình như cái mũi khoan như tiến tới luôn em ơi, rất là đẹp luôn nha. Ok, anh em có thể hiện những cái pha múa lửa trong cái game Alpha 8 này cứ thoải mái anh em ơi. Ok thì mình sẽ tặng thêm nhiều clip mà những chiếc xe khác nhau anh em ơi. Ok, thì anh em muốn nghe tiếng bô thì mình sẽ chịu anh em tiếng bô nha. Ok, mình sẽ không có giúp nhẹ, mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô anh em ơi. Thì chắc mình sẽ là hẹn lại anh em sau những cái ba nhà đậu xanh nó gần hết láp, nó còn không chết cái nó ghê chứ đậu xanh ra muốn chứ đậu nành đậu. Đó thì chứ anh em nó thì gần hát nó còn chết hai cái nó mới sập lộn cái gì đây mà cái thì mình sẽ hẹn lại sang cuối ba nhanh nhanh nhớ like share mấy cái video nha các bạn, hẹn lại các bạn tao bây giờ lần sau nha, cuối ba anh em nhớ like share và đăng ký đó nha. Ok, tiếp tục với em là cái map Iceland anh em. Ok, thì hẹn lại sang cuối ba nhanh nhanh hãy hữu hết anh em ơi.
năn hí. Ông mái quá. Chín mê mê gì rù. Chiu. Năn hí.
What?